Thưa quý vị và các bạn, hạn hán nghiêm trọng tại Ninh Thuận đã khiến cho cuộc sống của người dân ngày càng trở nên vất vả hơn. Người có đất thì không thể sản xuất được do thiếu nước, người không có đất thì phải tha hương đi nơi khác để mưu sinh. Còn có người thì lại phải di chuyển đến lòng hồ thủy lợi còn chút ít nước để lê lất sống qua ngày. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên Tin Nóng 24 giờ ở nơi miền gió cát này. Là huyện vùng cao của Ninh Thuận có dân số chủ yếu là bà con dân tộc Rackline. Đời sống người dân Bắc Ái càng gặp nhiều khó khăn trong thời điểm hạn nặng. Hồ chứa nước sông Sắt thuộc xã Phước Thành, huyện Bắc Ái với dung tích thiết kế 70 triệu mét khối nước được xem là hồ chứa nước lớn tại Ninh Thuận. Nhưng đến thời điểm tháng 4 này, lòng hồ cũng đã bắt đầu xuống mức rất thấp, chỉ còn hơn 1/4. Nhiều nơi tại lòng hồ đã trơ đất và đá. Tuy nhiên, khi nước trong lòng hồ cạn sẽ để lại độ ẩm cao nên rất thích hợp cho nhiều loại cây trồng ngắn ngày như bắp, đậu xanh nên nhiều hộ dân đã di chuyển vào lòng hồ sông Sắt, dựng chòi và chuồng bò dã chiến để trồng trọt và chăn nuôi. Ở đây là thiếu mà nước uống là cũng có nên bắt nước là suối lạnh cũng có nước đủ nước uống. Theo ông Carter Danh, từ lúc hạn đến nay đã có hơn 10 hộ gia đình cũng từ trên núi di chuyển xuống lòng hồ sông Sắt dựng chòi trồng trọt và chăn nuôi. Nhưng việc trồng trọt trong lòng hồ cũng không kéo dài được lâu vì hạn kéo dài. Cây trồng của người dân ngày một chết khô, gia súc tèo tóp vì không có nguồn thức ăn. Riêng nước sinh hoạt cho người dân vẫn còn dựa vào nguồn cung cấp từ làng với quãng đường 2 tiếng đồng hồ đi bộ dọc đường rừng. Nước dưới này thì dùng cho con bò thôi, uống không được. Thức ăn thì ăn bởi bà, ở làng cũng về, mùa này không có cái gì ăn đâu. Trước tình cảnh khó khăn của người dân, Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Ái và chính quyền địa phương đã cho các hộ dân tạm mưu sinh dưới lòng hồ, nhưng cũng yêu cầu bà con cam kết chỉ tạm sản xuất trong mùa hạn. Khi mưa đến thì bà con phải trở về làng, trả lại nguyên trạng cho lòng hồ. Trong khi người dân huyện Bắc Ái đến lòng hồ tìm nguồn nước, thì người dân tại xã Phước Nam, huyện Thuận Nam cũng vật vã di chuyển đàn cừu bò hàng trăm con để tìm vùng đất mới, nơi có cỏ và nguồn nước để cứu đàn gia súc của mình. Những chú cừu non sức đề kháng yếu, không đi nổi đoạn đường xa nên phải bồng trên tay. Bà con còn mang theo đồ ăn thức uống để lót dạ cho bữa trưa vì đến chiều tối mới trở về nhà. Cừu từ bên trang núi Trà Bang xuống qua bên trang bên Hư Thiện kia, xa có khoảng tiếng rưỡi á. Kiếm nước đâu không có, phải đi chân tại gần sông mới có nước uống, nắng quá. Trên những vùng đất xưa nay được người dân tại huyện Thuận Nam gắn bó với cây lúa nước, thì giờ đây đã bỏ hoang thành những vùng đất bạc trắng khô cằn. Cày lên rồi chỉ để nằm phơi nắng chờ mưa xuống nước về mới tiếp tục canh tác. Theo ghi nhận tại xã Phước Nam, tổng diện tích đất nông nghiệp là 410 ha, trong đó đã có 260 ha đất bỏ hoang không gieo trồng trong vụ đông xuân 2016. Diện tích còn lại do hưởng lợi từ nguồn nước hồ Tân Giang nên đã chuyển đổi cây trồng từ cây lúa nước sang trồng đậu xanh và bắp chống hạn. Xã cũng đã là thông báo cho bà con là tự di dời đàn gia súc là về nơi hoặc là địa phương khác mà có trụ động nguồn thức ăn nước uống, đó là để tránh khỏi cái tình trạng mà gia súc bị ảnh hưởng do hạn hán. Cũng theo ông Tuấn, khi bà con phát hiện dịch bệnh trên đàn gia súc cần báo ngay cho chính quyền địa phương để có biện pháp hỗ trợ. Tính đến ngày 7 tháng 4 năm 2016, trên địa bàn xã Phước Nam đã có 114 con gia súc chết, nhiều nhất là cừu, trên tổng đàn toàn xã hơn 61.000 con. Con số này chắc chắn sẽ còn tăng lên và thiệt hại cho bà con nông dân sẽ còn lớn hơn nữa nếu thời tiết tiếp tục diễn biến gay gắt như hiện nay. Đã có nhiều biện pháp được đưa ra để giúp người dân chống hạn và chính bà con nông dân cũng đã tự tìm mọi cách để sinh nhai. Thế nhưng có lẽ giờ đây điều mà mọi người mong chờ nhất đó là mùa mưa sẽ đến sớm để bà con có thể ổn định lại cuộc sống của mình.